Xin chào các bạn quay trở lại với kênh video của bác sĩ Nguyễn Bá Hưng. Hôm nay trong video này mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái loại quả rất là quen thuộc. Chúng ta dùng để thờ cúng, chúng ta cũng có thể sử dụng nó là một trong những cái loại thực phẩm. Và một cái tác dụng nữa của nó trong cái video này mình giới thiệu, đấy là tác dụng làm thuốc, đấy là quả Phật thủ. Các bạn sẽ thấy quả Phật thủ hiện nay thì rất là phổ biến, bất cứ gia đình nào cũng có thể mua được. Thành phố, nông thôn, chúng ta đều có thể mua được những cái trái Phật thủ rất là to. Trái Phật thủ của chúng ta thì có cái hàm lượng tinh dầu rất là lớn. Chính vì vậy mà các bạn để trên bàn thờ, mùi Phật thủ tỏa ra rất là thơm, giống hệt như là cái mùi quả bưởi các bạn để trên bàn thờ. Chính vì có cái hàm lượng tinh dầu cao như thế, và cái tinh dầu này thì theo cái Tây y chúng tôi nghiên cứu thấy nó có rất nhiều những cái tác dụng, như là tác dụng ức chế các cái vi khuẩn gram dương, chính là những cái vi khuẩn ở vùng hầu, họng, miệng của các bạn. Tuy nhiên là chúng tôi cũng thử nghiệm với những cái vi khuẩn ở trong đường ruột thì nó không có tác dụng ức chế những cái loại vi khuẩn này. Cái tinh dầu của Phật thủ nó còn có tác dụng ức chế các cái loại nấm phát triển. Vì vậy, cái quả Phật thủ của chúng ta ngoài cái tác dụng là để thờ phụng, để tạo hương thơm trên bàn thờ thì nó còn có tác dụng là ức chế các cái loại vi khuẩn gây viêm họng, gây viêm miệng, ức chế các cái loại nấm họng, nấm miệng. Khi chúng ta sử dụng cái tinh dầu của quả Phật thủ này với một cái liều lượng phù hợp thì chúng ta có thể sử dụng cái quả Phật thủ này để chữa trị những cái bệnh viêm họng miệng rất là hiệu quả. Trong Đông y thì quả Phật thủ cũng được sử dụng rất là nhiều và đã từ lâu đời để điều trị cả những cái chứng viêm nhiễm vùng họng miệng lẫn những cái chứng đầy bụng khó tiêu. Tuy nhiên, tác dụng lớn nhất mà chúng tôi sử dụng Phật thủ để chữa bệnh đấy là tác dụng điều trị những cái viêm họng miệng, nhất là những cái ho có đờm đặc. Các bạn có thể dùng quả Phật thủ nhai cả cùi lẫn vỏ của quả Phật thủ thì chúng ta đã có được một cái bài thuốc để điều trị ho đờm rất là tốt rồi. Hoặc là nếu cầu kỳ hơn, chúng ta có thể phơi khô cái vỏ quả Phật thủ, xong đấy chúng ta đun với nước sôi khoảng 15-20 phút và chúng ta dùng cái nước sắc đấy chúng ta uống hoặc ngậm thì cũng có tác dụng điều trị ho viêm họng rất là tốt. Hy vọng rằng qua cái video này mọi người có thể biết thêm cái tác dụng của quả Phật thủ và chúng ta hãy sử dụng nó như một cái bài thuốc trị ho, trị đờm an toàn, hiệu quả cho gia đình và bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.